Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay các em sẽ ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Về phần lý thuyết ôn tập kiểm tra học kỳ 1, các em có 10 câu hỏi. Câu thứ nhất: kỹ thuật ném bóng có mấy giai đoạn, kể tên các giai đoạn đó. Câu thứ hai: kỹ thuật chạy đà của môn bóng ném có mấy bước, kể tên. Câu hỏi số 3: em hãy nêu kỹ thuật chạy 4 bước đạt cuối. Câu hỏi thứ tư: em hãy nêu kỹ thuật ra sức sau cùng của môn ném bóng. Câu hỏi thứ năm: có mấy cách giữ thăng bằng khi ném bóng, kể tên. Em hãy nêu kỹ thuật giữ thăng bằng bằng cách nhảy đổi chân. Câu hỏi thứ 6: em hãy nêu cấu tạo của cầu lông vũ. Câu hỏi số 7: em hãy nêu tư thế chuẩn bị đánh cầu lông thấp. Câu hỏi số 8: em hãy nêu kỹ thuật cầm vợt đánh cầu thuận tay. Câu hỏi thứ 9: em hãy nêu kỹ thuật cầm vợt đánh cầu trái tay. Câu hỏi số 10: có mấy cách cầm cầu, kể tên. Em hãy nêu cách cầm cầu khi giao cầu bằng mặt thuận và mặt nghịch của vợt. Sau đây các em sẽ đi vào từng phần câu hỏi và câu trả lời. Câu hỏi số 1: kỹ thuật ném bóng có mấy giai đoạn, kể tên các giai đoạn đó. Trả lời: kỹ thuật ném bóng có 4 giai đoạn. Tên các giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn chạy đà. Giai đoạn thứ ba, giai đoạn ra sức sau cùng. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn giữ thăng bằng. Câu hỏi thứ hai: kỹ thuật chạy đà của môn ném bóng có mấy bước, kể tên. Trả lời: kỹ thuật chạy đà của môn ném bóng có 2 bước. Bước thứ nhất là các bước chạy đà thẳng. Bước thứ hai là 4 bước đạt cuối. Câu hỏi thứ ba: em hãy nêu kỹ thuật chạy 4 bước đà cuối. Trả lời: kỹ thuật chạy 4 bước đà cuối. Bước thứ nhất: chân bên tay cầm bóng ra trước, đồng thời tay cầm bóng duỗi ra sau. Bước thứ hai: chân bên tay cầm bóng bước ra phía trước, bàn chân chết sang phía tay cầm bóng. Tay cầm bóng tiếp tục giữ phía sau, tay không cầm bóng co tự nhiên và đưa ra trước. Bước thứ ba: chân bên tay cầm bóng bước chéo ra trước, bàn chân đặt chết ngang, thân trên ngã ra sau. Bước thứ tư: chân bên tay cầm bóng tiếp đất nhanh, vai xoay về hướng ném để chuẩn bị cho giai đoạn ra sức sau cùng. Câu hỏi thứ tư: em hãy nêu kỹ thuật ra sức cuối cùng của môn ném bóng. Trả lời: tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau, chân cùng bên với tay cầm bóng ở phía sau, bàn chân trước thẳng với hướng ném bóng, tay thuận cầm bóng duỗi thẳng ở phía sau, thân người ngã ra sau và xoay về phía tay cầm bóng. Thực hiện: đạp mạnh chân sau, thân người gập nhanh ra trước, kết hợp dùng sức mạnh của tay ném bóng ra trước. Câu hỏi số 5: có mấy cách giữ thăng bằng khi ném bóng, kể tên. Em hãy nêu kỹ thuật giữ thăng bằng bằng cách nhảy đổi chân. Trả lời: có 2 cách giữ thăng bằng khi ném bóng. Đó là cách dùng chân trước để giữ thăng bằng và cách nhảy đổi chân để giữ thăng bằng. Cách nhảy đổi chân để giữ thăng bằng: khi bóng rời tay, nhanh chóng đưa chân sau ra trước, đặt sau vạch giới hạn, bàn chân tì lên mặt sân để giảm lực quán tính. Câu hỏi thứ 6: em hãy nêu cấu tạo của cầu lông vũ. Trả lời: cầu lông vũ có 16 lông vũ đồng dạng, dài 62 đến 72 mm, gắn vào đế cầu. Các lông vũ được buộc lại bằng chỉ hoặc vật liệu thích hợp. Đỉnh lông vũ nằm trên vòng tròn có đường kính từ 58 đến 68 mm. Đế cầu có hình tròn, đường kính
28 cho đến 35 mm, nặng 4,74 cho đến 5,50 gram. Câu hỏi thứ 7. Em hãy nêu tư thế chuẩn bị đánh cầu lông thấp. Trả lời. Hai chân đứng song song trên nửa trước bàn chân, khoảng cách giữa hai chân rộng bằng vai, gối hơi khuỵu. Trọng lượng cơ thể dồn đều lên hai chân, lưng cong tự nhiên, đầu ngửa, tay thuận cầm vợt, mặt vợt ở phía trước thân người ngang với tầm bụng, tay kia thả lỏng tự nhiên. Tư thế đánh cầu này thường sử dụng trong tập luyện hoặc khi phòng thủ trong thi đấu. Câu hỏi thứ 8, em hãy nêu kỹ thuật cầm vợt đánh cầu thuận tay. Trả lời. Cách cầm vợt thuận tay là nắm vào cán vợt bằng gang bàn tay. Hai ngón tay trỏ và cái tạo thành một góc nhọn nắm lấy má trái và phải của cán vợt. Hai cạnh lớn của cán vợt. Ba ngón còn lại nắm tự nhiên vào cán vợt. Ngón trỏ và ngón giữa được tách nhau khoảng 1 cm. Bàn tay nắm cán vợt phải thoải mái và sao cho sống của cẳng tay và sống của khuôn mặt vợt, cán vợt phải nằm trên một mặt phẳng. Câu hỏi thứ 9, em hãy nêu kỹ thuật cầm vợt đánh cầu trái tay. Trả lời. Trên cơ sở của cách cầm vợt thuận tay, ngón cái và ngón trỏ đưa chui vợt hơi quay ra ngoài. Điểm dựa của ngón cái ở mặt rộng của cạnh trong hoặc ở gò nhỏ của cạnh trong. Ngón giữa, ngón áp út và ngón út khép lại và nắm chặt chui vợt. Đầu mút của chui vợt áp sát vào phần tiếp giáp bàn tay với ngón út, làm cho lòng bàn tay có một khoảng trống. Cạnh của vợt hướng vào bên trái cơ thể, mặt vợt hơi ngửa ra sau. Câu hỏi thứ 10, có mấy cách cầm cầu? Kể tên, em hãy nêu cách cầm cầu khi giao cầu bằng mặt thuận và mặt nghịch của vợt. Trả lời, có hai cách cầm cầu. Cầm cầu khi giao cầu mặt nghịch của vợt và cầm cầu khi giao cầu mặt thuận của vợt. Cách cầm cầu khi giao cầu mặt nghịch của vợt. Cầm ở phần cánh cầu, dùng hai ngón trỏ và cái của tay trái cầm sâu và nhẹ từ 1 đến 2 cm vào phần lông vũ của cánh cầu. Các ngón khác co tự nhiên. Cầm cầu khi giao cầu bằng mặt thuận của vợt. Cầm thân quả cầu, dùng ngón trỏ, giữa và ngón cái cầm vào phần thân và đế cầu. Các ngón khác co tự nhiên. Về phần thực hành ôn tập kiểm tra học kỳ 1. Câu thứ nhất, thực hiện kỹ thuật tân cầu trong môn cầu lông. Về phần yêu cầu là các em thực hiện được đúng kỹ thuật tân cầu trong môn cầu lông. Thang điểm. Để đạt thang điểm đạt, các em thực hiện được đúng kỹ thuật tân cầu trong môn cầu lông và đạt tối thiểu 10 quả tân cầu sau 3 lần thực hiện của mỗi lần kiểm tra. Mỗi học sinh thực hiện 3 lần kiểm tra, lấy số lần thực hiện được nhiều nhất. Về điểm chưa đạt là các em chưa thực hiện được kỹ thuật tân cầu trong môn cầu lông hoặc thực hiện được đúng kỹ thuật nhưng chưa đạt 10 quả sau 3 lần thực hiện của mỗi lần kiểm tra. Câu thứ hai là các em thực hiện kỹ thuật ném bóng. Về phần yêu cầu là các em thực hiện được đúng kỹ thuật ném bóng. Về thang điểm, để đạt được điểm đạt, các em thực hiện được đúng kỹ thuật ném bóng với cự ly ném tối thiểu là 5 đến 7 mét. Mỗi học sinh thực hiện được 3 lần kiểm tra, lấy số lần thực hiện đúng nhất. Về điểm chưa đạt là các em chưa thực hiện được đúng kỹ thuật ném bóng. Về phần dặn dò, thứ nhất là các em xem nhiều lần bài ôn tập để kiểm tra học kỳ 1. Lý thuyết 10 câu hỏi. Các em thực hiện kiểm tra khi các em học online. Về phần thực hành là ném bóng cộng tân cầu. Các em sẽ kiểm tra học kỳ 1 khi các em đi học trực tiếp. Thứ hai là các em chuẩn bị cho cô một cây vợt cầu lông và hai quả cầu. Như vậy phần ôn tập của cô đến đây kết thúc.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.